bạn có dám tin không? Anh chàng này chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng có thể trả lời những câu hỏi khó của thế giới. Thùng đầu tiên có 2 lít nước, thùng thứ 2 có 5 lít nước. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu thùng? Hai chữ gì nữa? Bạn không hề nghe nhầm đâu nhé. Đây chính là câu hỏi vô cùng đơn giản, có khác gì hỏi 1 cộng 1 bằng mấy đâu. Câu hỏi là này là một câu hỏi mà đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời được. Nhưng tại sao nó lại trở thành một vấn đề khó với thế giới này? Chúng ta phải bắt đầu câu chuyện từ 500 năm trước. Đây chính là thế kỷ 21 của loài người. Nhân loại bắt đầu xuất hiện tình trạng hai thế đối đầu nhau. Những người có chỉ số thông minh cao thì có thể kiếm tiền mỗi ngày. Nhưng họ lại không hề muốn có con. Họ cho rằng việc sinh con sẽ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của họ. Nghe có vẻ cũng có lý đấy nhỉ? Còn những người có chỉ số thông minh thấp thì chẳng làm gì mỗi ngày cả. Họ phải ở nhà và sinh con. Với tốc độ sinh sản như vậy, ngay cả con lợn nái già của nhà bà tôi cũng phải chào thua. Cũng vì điều này mà chỉ số IQ của con người bắt đầu giảm mạnh. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ bí mật tiến hành một thí nghiệm ngủ đông. Đó chính là để lưu trữ những người có trí thông cao hơn. Đến khi nào họ cần sử dụng đến thì mới đưa những người này ra bên ngoài. Ôi chao, nghe thôi cũng thấy có vấn đề rồi. Bằng cách này thì những gen ưu tú sẽ tiếp tục được giữ lại. Copper và Rita là những người thử nghiệm đầu tiên. Vốn dĩ thử nghiệm đầu tiên có thời gian là 1 năm. Những người thử nghiệm đầu tiên trông rất như những con chuột bạch bị nhốt trong hộp. Người duy nhất phụ trách thử nghiệm đã bị bắt vì tham ô. Phòng thí nghiệm cũng đã bị san bằng nhiều lần. Hai niềm hy vọng tương lai chưa kịp cống hiến gì thì đã nhanh chóng trở thành rác rồi. Ôi chao, thật là đáng thương. Vậy là 500 năm cũng qua đi. Tốc độ gia tăng dân số ngày càng tăng nhanh, nhưng trí thông minh của con người lại ngày càng giảm đi. Ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề. Đống rác của nhân loại còn cao hơn cả đỉnh Everest. Những tòa nhà ngoằn nghèo phải buộc cả dây thừng để chống đỡ. Chiếc cầu trên cao cũng bị hỏng. Hôm đó xe rác đang hoạt động trên đỉnh của đống rác cao chót vót. Cái lon cuối cùng rơi xuống phía dưới đã khiến cho bãi rác bắt đầu chuỗi sụp đổ liên hoàn. Đống rác cao vút như vậy cũng nhanh chóng sụp đổ ngay lập tức, sau đó chúng lao thẳng vào thành phố ở phía dưới. Buồng ngủ đông được vùi sâu xuống phía dưới cũng ngoi lên và xông thẳng ra bên ngoài. Anh chàng Copper, người đã nằm ngủ 500 năm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Hay thật đấy, Tôn Ngộ Không mà nhìn thấy anh cũng phải gọi hai tiếng sư huynh. Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất chính là anh chàng đang ngồi ung dung kia. Rác ngập cả nhà làm vỡ cả cửa kính, mà anh ta vẫn ngồi xem phim ăn bỏng Ngô Bình Chân như vậy. Trái lại, anh chàng Copper mới chính là thứ khiến anh ta không hài lòng mà đứng dậy. Sau đó anh ta ném Copper ra ngoài như đống rác và chẳng quan tâm gì hết. Con người ở thế giới tương lai đúng là quá kỳ lạ mà. Anh chàng Copper đi ra ngoài đường thì vô cùng choáng váng. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi phải làm gì bây giờ? Copper muốn tìm ai đó để nghe ngóng chút tình hình. Suýt nữa thì anh ấy bị một người lạ mặt tẩn cho một trận. Quay đầu lại thì Copper thấy ngôi nhà có dán chữ cái bị rơi xuống phía dưới. May mà lúc này anh ấy đang đau đầu, phải đi vào khám thử mới được. Anh ấy định đi vào xem xét một chút. Kết quả là y tá ở đây cũng ngủ say như chết vậy. Anh ấy tiện tay ấn vài nút theo hình ảnh để chữa bệnh ở đây. Không biết nên chọn cái nào thì hợp lý nhỉ? Bác sĩ thời hiện đại đúng là chuyên nghiệp quá. Sau đó nhân viên ở đây liền lấy ra ba que gì đó. Nào đây, để miệng của anh vào đây. Cái này thì đặt vào tai nhé. Cái này thì đặt vào hậu môn nhé. Sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ? Cái này mới là đặt trong miệng nhé. Sau khi kiểm tra thì anh ấy nhanh chóng xúc miệng. Chúng tôi cũng không biết tại sao nữa, mà cũng chẳng có ai dám hỏi cả. Nước ở đây cũng có vẻ không phải là nước thì phải. Đây là một thức uống có tên là tia chớp. Trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra, anh chàng Copper vô tình nhìn thấy cuốn tạp chí trên bàn. Lúc này anh ấy mới nhận ra là mình đã ngủ đông trong 500 năm rồi. Anh ấy cảm thấy có chút khó chấp nhận với sự thực này. Anh nhanh chóng lao ra khỏi bệnh viện. Nhưng chẳng mấy chốc mà anh ấy lại bị cảnh sát truy bắt. Bởi vì anh ấy không có mã vạch nhận dạng trên cổ tay của mình. Điều này trông giống như một con cá lọt qua lưới mà không phải trả tiền phạt vậy. Sau đó cảnh sát liền đưa anh ấy về để điều tra. Anh chàng Copper cũng nhanh chóng bị đưa ra tòa. Viên thẩm phán này vừa nhìn là biết anh ấy không có tiền. Không thì anh ấy đã không đến mức không trả nổi tiền phạt rồi. Nghe đúng là hợp lý. Thế là anh ấy đã được thuê một luật sư miễn phí. Anh không phải là thằng khốn hôm nọ sao? Anh chàng này nói, Copper hãy yên tâm đi. Mặc dù miễn phí nhưng tôi sẽ xử lý ổn thỏa cho anh vụ này. Sau đó anh chàng này liền bắn đứng Copper ngay tại chỗ. Thưa quan tòa, đó là tên khốn đã làm vỡ kính trong nhà tôi. Sau đó hắn còn không bồi thường rồi bỏ chạy ngay lập tức. Nhất định tên này phải bị trừng trị thích đáng. Hắn phải bị nhốt trong 500 năm. Sau đó anh chàng Copper quả nhiên bị kết án 500 năm tù. Trước khi vào tù anh ấy còn được cung cấp mã vạch ở tay. Tiếp đến là phần kiểm tra trí thông minh của mỗi người. Xin hỏi thùng đầu tiên có 2 lít nước, thùng thứ 2 có 5 lít nước. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu thùng? Hai chữ mấy? Câu trả lời này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Rốt cuộc, những người đáng gờm nhất có mặt ở đây cũng không thể hiểu được câu hỏi này. Chứ đừng nói đến việc trả lời nó. Anh chàng Copper cuối cùng cũng vượt qua được bài kiểm tra. Giờ đây anh đã hiểu ra một vấn đề. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Nó hoàn toàn bị một thế lực chiếm lĩnh. Thế là anh chàng Copper liền nảy ra ý tưởng, đó chính là vượt ngục. Anh ấy liền đi đến chỗ của một cảnh sát trước mặt. Sao vậy anh Jay? Nếu tôi nói với anh hôm nay là ngày mà tôi được ra tù, thì anh có tin tôi không nhỉ? Người nhân viên này đứng hình 2 giây. Sau đó anh ấy liền cho Copper một cái tát.
Nếu ra khỏi tù thì nên đi đường này này. Cái tên ngốc này. Đúng vậy, bạn không hề nhìn nhầm đâu. Anh chàng Corporal nói ra tù là ra tù ngay được. Thế là sau khi có được tự do thì anh ấy liền đến nhà tên Frito kia. Việc đầu tiên anh ấy làm là mắng chửi anh ta một trận là làm việc thiếu chuyên nghiệp. Sau đó thì anh ấy cũng tự kể câu chuyện của mình. Anh ấy còn nói là chắc hẳn thời bây giờ thì có cỗ máy thời gian nhỉ. Thời đại của anh chàng Corporal nói khi đó đã có nghiên cứu về nó rồi. Kết quả là anh chàng Frito nói nó thực sự có. Nhưng anh ta lại nói rằng mình quá lười để đưa anh chàng Corporal đến đó. Trừ khi anh chàng Corporal đưa tiền cho anh ta. Corporal liền nói ngay như vậy thì đơn giản quá. Đến khi anh ấy quay lại thì anh ấy sẽ mở tài khoản cho Frito số tiền lớn. Số lãi của hẳn 500 năm luôn. Vậy thì không phải anh ta sẽ trở thành tỷ phú sao? Tỷ phú á, tỷ phú là bao nhiêu? Có lẽ là khoảng gấp 10 đấy. Vậy à, chính nó đó. Nếu muốn ngồi cỗ máy thời gian thì phải có khoảng 2 tỷ đúng không? Nói xong anh ấy liền lấy ra một tờ tiền 10 triệu đô rồi đưa cho Frito. Tôi có nhìn nhầm không vậy nhỉ? Anh chàng Corporal vô cùng choáng váng. Ở thời đại này đồng đô la lại mất giá hơn cả đồng tiền Zimbabwe sao? Vậy thì tôi sẽ đưa cho anh 3 tỷ nhé. Nhưng vì số lượng này quá lớn, nên phải nửa ngày anh chàng Frito mới hiểu ra. Trừ đi 2 tỷ anh dùng để ngồi cỗ máy thời gian ra, thì tôi có thể còn lại bao nhiêu hả? Anh chàng Corporal nghe xong thì trả lời là 80 tỷ. Anh vẫn còn 80 tỷ trong tay đó anh bạn. Vậy thì anh còn ở đây làm gì hả? Nhanh cái chân lên đi. Trên đường đi thì họ liền gặp cô gái Rita cũng vừa mới tỉnh dậy. Cô gái ngủ đông tận 500 trước vẫn còn chưa hòa nhập được với thế giới này. Lúc này họ lại phát hiện ra mình lại bị cảnh sát đuổi theo. Thậm chí trong xe của họ còn có hệ thống theo dõi. Không còn cách nào khác, tất cả đành phải bỏ xe lại rồi chạy nhanh còn kịp. Vốn dĩ cảnh sát ở đây là vì không cần biết trên xe có ai không, họ cứ cho nên mình đuổi vào đó là xong. Chính là họ cả tên người luôn. Đúng là xui cho ai gặp phải cảnh sát ở hành tinh này. Ba người sau khi thoát khỏi sự truy đuổi đã đi bộ cả đêm. Cuối cùng thì họ cũng đến được thành phố có cỗ máy thời gian. Kết quả là khi cả ba đến chỗ tàu điện ngầm, thì anh chàng Corporal liền bị phát hiện thân phận bởi một cái máy mã vạch chớt tiệt. Đúng là quá tệ. Lẽ nào lại chuẩn bị có một cuộc vượt mục 2.0 nữa sao? Nhưng lần này anh ấy không bị đưa vào tù, mà anh chàng được đưa thẳng đến Nhà Trắng. Hóa ra anh ấy quá giỏi trong bài kiểm tra trí thông minh lúc ở tù. Thậm chí trí thông minh này còn vượt qua cả tổng thống nữa chứ. Đương nhiên anh trở thành một thiên tài hiếm có ở đây rồi. Vậy nên người đàn ông giành chức tổng thống nhiều năm này liền để mắt đến anh chàng Corporal. Đúng là trí thông minh siêu việt. Ngay trong cuộc họp chính thức thì người đàn ông cũng được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ. Sau đó còn bảo anh chỉ trong vòng một tuần thôi phải giải quyết vấn đề đất không trồng được hoa màu. Nếu không thể được giải quyết được vấn đề này thì anh chàng Corporal liền bị hành quyết thành trăm mảnh. Đối mặt với tổng thống ngốc nghếch không biết nói đạo lý là gì, anh chàng Corporal cũng chẳng biết nên làm gì cả. Anh ấy có một yêu cầu. Anh ấy nói mình muốn Rita và Frito. Họ phải trở thành cánh tay phải của anh ấy. Đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Tổng thống nhanh chóng hiểu ra và giải quyết vấn đề này cho anh ấy. Nhưng Corporal năm đó là người thành phố. Vấn đề có thể trồng hoa màu ở đâu phải giải quyết thế nào? Anh chàng liền gọi Frito tới. Anh ấy muốn lập bản đồ cỗ máy thời gian. Sau đó tận dụng cơ hội để khảo sát khu đất. Còn cô gái Rita thì lại chuồn ngay được. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy chỉ là để đối phó với Frito mà thôi. Như vậy không phải là quá đủ rồi sao? Nhưng khi anh ấy mở bản đồ ra thì rốt cuộc đây là thứ gì chứ? Họ quên rằng anh chàng Corporal cũng là một kẻ ngốc nghếch. Trên đường trở về, Corporal bất ngờ phát hiện một thứ. Nước được sử dụng để tưới đất hóa ra là một thức uống. Hóa ra công ty giải khát nhãn hiệu tia chớp vào 250 trước. Họ đã thu mua các cơ quan liên quan như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Sau đó công ty này bắt đầu quảng cáo sản phẩm của mình là thực phẩm thiết yếu. Chúng còn có thể dùng để xà bồn cầu. Mặc dù Corporal không biết làm nông, nhưng anh ấy cũng biết rằng đồ uống không thể tưới cho cây trồng. Anh vội vã quay lại cuộc họp để phổ biến khoa học cấp cao này cho tất cả mọi người. Anh nói rằng hoa màu có thể phát triển tốt nếu không dùng thứ nước đó. Nhưng những kẻ ngốc này không tin anh ấy. Họ còn nói một người thông minh nhất nước như anh ấy sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Không còn cách nào khác, Corporal đành phải nói anh ấy có thể giao tiếp với thực vật. Thực vật nói với anh rằng chúng cần nước thực sự chứ không phải là đống nước ngọt này. Mặc dù đám người ngốc này không thể hiểu lý do tại sao thực vật không uống được đồ uống, nhưng vì mọi người đã nói như vậy rồi thì cứ làm theo thôi, cần gì phải hiểu. Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm mất đi một số ít vi khuẩn còn lại trong não, ôi tế bào. Nhưng cũng chính vì điều này mà dẫn đến doanh thu của các công ty nước giải khát giảm mạnh. Đương nhiên kèm theo đó là cổ phiếu cũng giảm mạnh. Kết quả là nhiều người mất việc làm. Nền kinh tế đất nước dẫn đến sự khủng hoảng nghiêm trọng. Người dân cả nước nóng lòng muốn xử lý anh chàng Corporal. Vậy là anh chàng Frito cũng vào văn phòng chính phủ lần hai. Để ngăn chặn việc anh ấy vượt ngục, thì chân của anh chàng Corporal cũng được buộc với một cục sắt vô cùng lớn. Thậm chí còn được kiểm tra xem nó có cố định hay không. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng hoa màu ở đất vẫn không thể phát triển. Anh chàng Corporal liền được đưa đến đấu trường. Anh ấy phải chiến đấu lại những chiếc xe tăng vô cùng to lớn. Nhưng vì hình dáng rất đồ sộ của chiếc xe này, mà người chưa kịp tấn công nhưng nó đã nhanh chóng phá hoại rồi. Corporal cũng có một chiếc xe chiến, đó là chiếc xe hỏng hóc này. Vì khóa cửa bị kẹt nên nó không đóng được cửa vào. Vậy nên cảnh sát cũng tặng cho anh ta viên đá lớn để tăng sức chiến đấu cho anh ấy.
Lúc này cô gái Rita đột nhiên nhìn thấy hoa màu ở bên ngoài đang phát triển. Và những cây con được tưới nước cũng bắt đầu sinh sôi phát triển. Cô nhanh chóng tìm đến chỗ tổng thống để nói chuyện. Nhưng vì xung quanh quá ồn ào, mà tổng thống này lại chẳng nghe thấy gì cả. Hết cách thật rồi, cô ấy chỉ có thể hối lộ một nhiếp ảnh gia bằng tiền. Sau đó bảo phóng viên theo anh chàng Frito đến chỗ có hoa màu bắt đầu phát triển. Lúc này, cuộc chiến của Corporal cũng đã bước vào tình huống nguy cấp nhất. Mặc dù xe chiến của anh ấy không có hy vọng gì nhiều, nhưng may mà trí thông minh của anh luôn vượt trội hơn tất cả. Anh ấy đạp ga và để viên đá lăn thẳng xuống phía dưới. Sau đó Corporal dùng ô tô làm mồi nhử. Nhìn xem những chiếc xe sắp va chạm nhau đến nơi rồi, anh ấy cũng bị kéo ra theo quán tính của hòn đá. Hai chiếc xe chiến siêu to khổng lồ bị bẹp rúm tại chỗ. Nhìn cảnh tượng thì cứ nghĩ là thắng rồi. Nhưng ai mà ngờ là lái xe của xe chiến đột nhiên chui ra bên ngoài. Sau đó anh ta cầm súng và định khô máu với Corporal. Kiểu này thì anh chàng Corporal sắp được hóa kiếp đến nơi rồi. Ở bên này Frito vẫn đang miệt mài chụp hình ảnh cây cối. Nhìn vào hình ảnh cây phát triển tốt trên màn hình lớn, tổng thống liền nhanh chóng chạy ra sân để cứu Corporal. Anh chàng Corporal được ân xá ngay tại chỗ. Vì sự đóng góp to lớn của anh ấy cho nhân loại, tổng thống còn trực tiếp tuyên bố anh chàng Corporal trở thành phó tổng thống. Nhưng Corporal không ngu ngốc giống như lãnh đạo ở đất nước này. Anh ấy phải trở về nơi mình cần. Đó chính là thế giới của 500 năm trước. Ngày hôm sau, Frito cuối cùng đã đưa Corporal và Rita đi tìm cỗ máy thời gian. Kết quả là, đã không thể quay trở lại được thế giới 500 năm trước. Thì anh chàng Corporal đành phải chấp nhận sự thực nghiệt ngã này. Cuối cùng anh lại được bầu làm tổng thống. Sau đó anh còn sinh ra ba đứa trẻ thông minh nhất thế giới với cô gái Rita. Nhưng điều tuyệt vời nhất là anh chàng Frito. Hiện giờ anh ấy không chỉ là phó tổng thống, mà anh cũng sống cùng vợ mình và 32 đứa trẻ ngốc nghếch nhất trên thế giới. Vậy nên câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, để truyền tải nền văn minh thế giới, mọi người nhất định không được lựa chọn nằm thẳng nhé. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.